Bàn tay vàng sẽ thuộc về ai? Thật má. Cái này hay lắm. Rồi 27. 27. Nghe nói 27 ok đấy. 27. 27. Chào anh em Hải Phòng nhá. Hôm nay là em lại đi câu cá mới. Thật ra là thời tiết này là sáng sớm nó sương mù đúng không? Buổi chiều nó lại nắng. Bây giờ chỉ có đi câu cá mới thôi. Sang Hải Phòng câu cá mới xem cá mới ở Hải Phòng thế nào nhé. Rồi, ta cần thôi. Hồ này câu 72. Ấy, 72 được. Có biển nước không sâu lắm. Này, sử dụng phao ngắn. Ấy, mình cao 1m6. 2 miếng nước. Hai lưới cách nhau 30 phân, 35 phân anh em ạ. Thật ra cái câu cá mới này thì lại hai cái hạt đan chơi cả ngày. Một vạch, hai vạch. Ơi, ok. Công tác đã chuẩn bị xong rồi. 6:20. Hôm nay là 1.010.000. Cá thu mua là 270 con. Tính sơ qua là 4 con về bờ anh em nhé. 4 con. Nhưng mà có vẻ nhìn anh em đang cân phao chưa thấy ai đẻ hoặc là cái gì à? Có vẻ hôm nay về nhà cái đường cũng xa lắm. Không biết hôm nay về ăn mì tôm hay ăn thịt cả. Chờ xem kết quả nhé. 4, 3, 2, 1. Bắt đầu rồi anh em nhé. Giờ tiến hành đi dò cá. Xem có cá không này nhá. Chết rồi, xuống phát ở đến đáy rồi. Chết rồi, cá ở đối diện rồi. Bên kia giật nhiều thế nhỉ. Đầu ao này không thấy giật luôn. Chưa thấy đẻ. Bắt đầu điên rồi. Tình hình là quăng ba vắt ra chưa thấy con cá nào đâu. Đẻ cả. Này thì số đẹp này, không có đi hiểu. Ôi giời ơi, giữa hồ toang rồi. Sao cá nó toàn ở bờ bên kia nhỉ? Tình hình là 15 phút rồi chưa thấy con cá nào đẻ. Đồ ăn hại. 200 con cá đi đâu rồi nhỉ? Tình hình là kéo sức hết cước rồi mà chưa tìm thấy cá. Đó là cay nhỉ. Con này có chép không nhỉ? Có à? Con này hơi to anh ạ. À. Bắt con bé hơn rồi. Mẹ mồ. Ơi, con này 2.7. Anh em ạ, câu cách bờ 80 phân. Ý giời ơi, xem cá gì đã. Đừng nói con chép nha. Chấm tiền. Ây da. Con ơi, con nhìn trộm mà. Ý giời ơi. Anh em ạ, cá ở gần mặt bờ 80 phân này. Mày nhìn trộm mà. Đã vào rồi ăn thì ăn hẳn hoi đi. Cho nghỉ mẹ một đi.
Khỏe phết nha. Cắt vào cái, cắt của anh rồi. Ây, ra chưa? Ra chưa? Ra rồi. Được rồi, được rồi. Thôi, hôm nay cá quý lắm. Ây dài ơi, sao con này to thế nhỉ? Ui. Ăn mồm nhá. Đồ ăn hại. Câu ngoài nó không có gì thì mình câu trong thôi. Có hai con mới về bờ cơ. Chưa biết đường nào là về Hà Nội. Ây da. Ây da. Tự nhiên nó mất phao giật mình. Ây, chẳng phải đâu. Ý giời ơi, tự nhiên từ con cá cảm giác giật mình. Lại cỡ vào chỗ đấy. Mà nằm mưa. Ấy, con này bé đấy. Ý, con này bé tí đấy. Ý, à. Mấy cân? Con này là hơi to nhỉ. Ai già già già. Cân được không? Đi 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 cân đi. Ai biết được thì, đúng không? Khéo nó 3 cân 2 thì sao? Anh em ạ, bây giờ là toàn đi tranh nhau là xem ai cá bé nhất thôi, không ai tranh nhau cá to đâu. Đã kết thúc hai ca câu nhé anh em nhé. Em lại không về bờ. Cái chân này kéo mãi không lên. Thành bại đại tây anh em à. Hẹn video dịch sau với anh em nhé.